Mình sẽ chứng kiến điều gì nữa đây? Tâm đã ly dị và tận hưởng cuộc sống thật xinh đẹp. Cố lên và bước tiếp tục nào. Vân, sao anh đến muộn thế? Đi vào khám đi, bác sĩ đang đợi rồi. Cô bị viêm niêm mô kín. Bệnh này thì diễn ra khá là lâu rồi và giờ bắt đầu biến chứng. Tại sao tôi lại bị như vậy ạ? Bệnh này là do mình vệ sinh không tốt và quan hệ tình dục không an toàn. Nhưng mà tôi luôn vệ sinh hàng ngày bằng dung dịch mua tại hiệu thuốc mà. Dung dịch vệ sinh phụ nữ thì không phải loại nào cũng tốt và phù hợp với bệnh. Ngoài ra thì cũng có thể do chồng cô mắc bệnh lây cho vợ nữa. Bây giờ hai vợ chồng chuẩn bị tiến hành thủ tục để làm phẫu thuật. Anh xin lỗi, đã làm em khổ. Là do anh. Tôi cũng không biết sau này tôi có bước vào giấc mộng xuyên không một lần nữa không. Nhưng tôi biết rất rõ mình đang sống. Sống cuộc đời của mình. Nếu bạn từng giống như tôi, trải qua những điều hư ảo, sống độc đến như vậy, thì bạn sẽ thấy quý trọng thời khắc mình đang sống. Hãy biết chia sẻ, yêu thương và làm đẹp bản thân mình. Bởi phụ nữ đẹp không chỉ vì son phấn hay áo quần, trang sức, mà đẹp bởi họ tự tin. Và quan trọng nhất là họ biết yêu thương, trân trọng bản thân. Chỉ khi bạn yêu thương bản thân mình, thì bạn mới có thể đem đến tình yêu thương cho người khác.